chào các bạn, hôm nay shop sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Z18516 Ladder và Vinyl Cleaner. Bước 1, lắc đều chai, mở van an toàn on trên vòi xịt. Bước 2, xịt một lượng sản phẩm vừa đủ lên bề mặt da hoặc nhựa, sau đó lấy bàn chải mềm đánh nhẹ nhàng để loại bỏ các vết bẩn. Nếu xe mới hoặc được bảo dưỡng thường xuyên, chỉ cần xịt sản phẩm ra khăn và lau nhẹ nhàng trên bề mặt. Bước 3, dùng khăn microfiber lau khô lại bề mặt da, nhựa đã được làm sạch. Để bảo dưỡng ghế da được tốt nhất nên dùng các sản phẩm dưỡng da chuyên dụng như Z17914, Z18616 hoặc Leather Balm để bề mặt da luôn sáng đẹp và mềm mại như mới. Lưu ý, với ghế da đã lão hóa lâu ngày nên test sản phẩm ở một góc nhỏ trước khi áp dụng cho toàn bộ bề mặt. Chúc các bạn thành công!